tôi vừa khám phá ra một địa điểm cực kỳ đáng sợ trong GTA 5, chính là chiếc cầu kính này. Đúng vậy các bạn ơi, nó cực kỳ mỏng và chúng ta có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Và hôm nay chúng ta sẽ vượt qua cầu kính đáng sợ này bằng một số phương tiện đang có ở đây, như là xe địa hình, xe mô tô và một chiếc xe đạp quái đản này nữa. Nhưng mà trước khi đến với những cái phương tiện này thì chúng ta hãy đi bộ qua cái cầu kính này, bởi vì tôi nghĩ rằng cái cầu kính này có thể sẽ không chịu được những cái phương tiện các bạn ơi. Ui trời ơi, nó thực sự cao. Cái cầu kính này đang cách mặt đất rất cao các bạn ơi, và chúng ta có thể nhìn thấy những chiếc ô tô bé bằng con kiến ở bên dưới. Ê bạn ơi, mình sợ độ cao quá, bạn có thể hướng dẫn mình đi qua cái cây cầu này được không? Oh wow, cảm ơn bạn nhá. Ui, bạn ấy đang thực sự dẫn đường các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi theo sau. Cẩn thận đấy bạn ơi, chúng ta có an toàn không? Oh my god. Thôi, cô bạn dẫn đường rơi xuống dưới rồi các bạn ơi. Như vậy là không phải miếng kính nào cũng cứng đâu, bất kỳ miếng nào cũng có thể vỡ, nên là chúng ta phải bước cực kỳ cẩn thận. Oh my god, ôi trời ơi, một miếng kính lớn vừa rơi xuống các bạn ơi. Được rồi, hãy bước tiếp đi nào. Oh shit, Fred bước hụt rồi, bung dù. Oh my god. Shit, chiếc cầu quái đản này nó thực sự nguy hiểm đấy. Ok, được rồi, chúng ta hãy quay trở lại nào. Ok, chúng ta đang quay trở lại cầu. Ui, các bạn nhìn này, tại sao? Tại sao nó lại thủng hai lỗ bên này? Ban đầu nó chỉ có một lỗ bên này mà. Có lẽ là do chiếc trực thăng quái đản bên kia các bạn ơi, nó đã phá vỡ hai miếng kính bên này luôn rồi. Làm sao mà có thể qua đây? Được rồi, tôi nghĩ là chúng ta sẽ nhảy qua các bạn ơi. Chúng ta sẽ lấy đà và nhảy hết sức qua. Hy vọng là cái miếng kính bên kia nó đủ cứng để tôi có thể đáp xuống một cách an toàn mà không bị thủng. Nhảy qua. My god. Bung du. Oh shit. Thất bại lần hai rồi, không được. Ok, cú hạ cánh cực kỳ an toàn các bạn ơi. Chúng ta có rất nhiều dù. Được rồi, hãy quay trở lại nào. Chúng ta phải chinh phục. Được rồi các bạn ơi, tôi đang quay trở lại rồi. Lần này chúng ta sẽ không nhảy qua đâu. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ trèo lên cái hàng rào này và bước qua bên kia. Chúng ta sẽ đi tắt. Chúng ta sẽ không nhảy qua. Trời ơi. Oh my god. Cái hàng rào đấy quá nhỏ để tôi có thể đi qua các bạn ơi. Tôi không thể. Ok, chúng ta đang quay trở lại. Ui, cái cầu này có vẻ như được sửa rồi các bạn ơi. Yes, quá tốt rồi. Như vậy là chúng ta có thể đi qua một cách dễ dàng rồi. Hãy tiếp tục tiến lên. Oh my god, tôi có thể nhảy như này các bạn ơi, nhưng mà tôi thực sự rất sợ. Ui, trời ơi, tại sao lại nhiều lỗ như thế này? Oh my god, làm sao mà có thể qua đây các bạn ơi, nó thực sự nhiều lỗ. Bên kia có một anh chàng, có vẻ như anh chàng này tạo ra những cái lỗ trên kính các bạn ơi. Được rồi, chúng ta hãy bước từng bước nhỏ thôi, chúng ta sẽ đi qua chỗ này, đi qua mé bên này các bạn ơi. Oh my god. Không thể. Tôi, oh shit. Tôi đã cố gắng rồi các bạn ơi, tôi đã cố gắng đi về phía bên phải rồi nhưng mà nó vẫn không thể. Được rồi, chúng ta hãy quay trở lại nào, chúng ta phải vượt qua. Đấy rồi, lần này chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta sẽ sử dụng một cái phương tiện các bạn ơi. Tôi sẽ đi chiếc xe đạp này đi bởi vì nó là nhẹ nhất. Ok, tôi có thể nhảy như thế này. Được rồi, hãy lên chiếc cầu kính quái đản này đi nào, let's go. Ok, chiếc cầu kính này hoàn toàn có thể chịu được chiếc xe đạp các bạn ơi, bởi vì chiếc xe đạp nó cũng không quá nặng đâu. Tiến lên nào. Let's go, let's do it. Trời ơi, cái lỗ này là lỗ con voi rồi. Nó cực kỳ to, làm sao nó có thể nhảy qua đây. Ok, chúng ta hãy lấy đà và nhảy qua các bạn ơi. Ui, liệu chúng ta có thể lùi ra ngoài này không? Có một cái biển công trình đang hoạt động. Không quan tâm đâu, được rồi, hãy thử với chiếc kính ở bên ngoài này. Hy vọng nó không vỡ. Nó vỡ là tôi rơi xuống ngay. 3, 2, 1, go. Nhảy lên. Oh shit. Oh my god, nhảy ra ngoài đi. Oh no. Oh my god, tôi không thể các bạn ơi, chiếc xe đạp nó cũng khá nặng, không thể nhảy qua. Trời ơi. Được rồi, nhưng mà tôi nghĩ là tôi cảm giác như tôi chưa nhảy lên các bạn ơi. Hãy thử lại nào. Đây rồi, hãy thử lại các bạn ơi. Lần này chúng ta sẽ nhảy thật cao. Ban nãy là do chúng ta chưa nhảy lên thôi. Tôi rõ ràng là tôi bấm nút nhảy rồi nhưng mà nó không nhảy. Thật ngu ngốc. Được rồi, hãy lấy đà đi nào. Let go. Được rồi, hãy làm lại các bạn ơi. Go, nhảy lên. Ok, được rồi. Làm được rồi. Oh my god, tống trúng anh chàng này luôn rồi. Ê bạn ơi, có sao không? Không có bạn bè gì với mày nhá. Mày có phải là cái thằng tạo ra mấy cái lỗ trên sàn, trên cái miếng, những cái miếng kính này không? Mày hãy trả lời tao đi. Mày làm đúng không? Ôi, nó làm gì đấy? Ui, nó trộm xe đạp tôi à? Ê, xe đạp tao mà, mày làm cái gì đấy? Ê, bạn ơi, tôi đùa tí thôi, đừng có nóng giận mà lao xuống như thế. Lùi lại đi, đừng làm thế, nắm lấy tay tôi. Nắm lấy tay tôi. Ôi, ôi.
Trời ơi, Fred, ui trời ơi, nó rơi xuống. Oh my god, nó không có dù, còn tôi có dù, tôi sướng quá. Oh my god, tạm biệt anh bạn. Tại mày đấy, mày là người tạo ra những cái lỗ chết tiệt quái đản đấy. Được rồi, hãy hạ cánh đi nào. Oh, yes. Và hạ cánh tuyệt vời các bạn ơi. Được rồi, hãy quay trở lại nào. Đấy rồi, lần này tôi nghĩ là chúng ta sẽ sử dụng chiếc mô tô địa hình này các bạn ơi. Bởi vì chiếc này chạy cũng khá nhanh đấy, mà nó có một cái độ nhún rất kinh khủng, nên là rất có thể là chiếc xe này có thể nhảy qua một cách an toàn. Ok, tiến lên. Let's go, let's do it. Oh my god, ui, hy vọng nó không vỡ các bạn ơi. Đừng vỡ nha, đừng vỡ kính nha. À, trời ơi. Oh my god, nó thực sự mới vỡ một hai miếng kính bên kia. Được rồi, chúng ta phải lấy đà các bạn ơi. Chúng ta sẽ lùi lại và lấy đà, hy vọng cái miếng kính đấy nó không vỡ. Oh my god, lùi lại đi. Ok, 3, 2, 1, go. Trời ơi. Oh my god, shit. Thôi. Thật ngu ngốc các bạn ơi. Chiếc xe này thật quá nặng nề, nó nên được nghỉ ngơi rồi. Mày thật sự quái đản, mày không nhảy qua được. Cho mày nghỉ ngơi đấy. Ok, hãy nghỉ ngơi đi. Được rồi các bạn ơi, chiếc xe này quá nặng đi, nó thật sự không nhảy qua được đâu. Nên là chúng ta hãy tiếp tục với xe đạp nào. Tôi nghĩ là chỉ có xe đạp thôi. Chỉ có xe đạp mới có thể giúp chúng ta nhảy qua cái lỗ khủng long đấy thôi. Nó quá to. Được rồi, ui trời ơi, nhiều lỗ quá. Tôi đã tạo ra rất nhiều lỗ ở đây các bạn ơi. Càng lúc nó càng khó rồi. Trời ơi, làm sao để có thể lùi lại lấy đà đấy. Ôi, tôi sẵn sàng rồi, lên. Quá rồi, quá được rồi. Yes, chúng ta làm được rồi. Oh my god, chúng ta đã thực sự nhảy qua được các bạn ơi. May là nó có cái miếng tường đấy, không thì tôi đã rơi xuống rồi. Hãy tiếp tục đi nào. Hy vọng, ui trời ơi, lại có một cái lỗ này rồi. Sao nhiều lỗ thế? Nhiều lỗ thế này làm sao có thể vượt qua đây? Trời, à cái lỗ này cũng không quá to các bạn ơi. Tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng nhảy qua thôi. Lên, go, go. Oh god, lại tiếp tục rơi xuống rồi. Oh my. Được rồi, chúng ta lại phải vượt qua cái lỗ khủng long này rồi. Trời ơi, nó to. To như thế này thì không biết còn cơ hội nào cho chúng ta không các bạn ơi. Được rồi, hãy cẩn thận thôi. Trời ơi, tiếp tục. Hãy tiếp tục nào. Qua rồi, qua rồi. No, no, no. Oh my god. Được rồi, đây là lần quyết định. Đây chắc chắn là lần quyết định. Chúng ta chắc chắn phải nhảy qua. 3, 2, 1, go. Quá rồi, quá được rồi. Ui, sao tôi lại bị treo trên không này. Ok, chúng ta đã qua được rồi các bạn ơi. Oh my god, nó thực sự ổ khủng long đấy, không phải ổ gà đâu. Hãy tiếp tục nào, chúng ta sẽ vượt qua cái chỗ này hoàn toàn dễ dàng thôi. Chúng ta chỉ cần nhảy đúng lúc thôi các bạn ơi. Chẳng qua là ban nãy là nhảy lệch hướng, rơi mẹ ra ngoài thôi. Được rồi, hãy nhảy qua đi. 3, 2, 1, go. Ok. Oh my god, nhảy qua được rồi các bạn ơi, tuyệt vời. Được rồi, hãy về đích nào. Chúng ta không còn một cái ổ nào khác đâu. Ui. Oh my god. Ui, cái bạn áo xanh ban đầu video các bạn có thể thấy rằng không hiểu sao chị ấy có thể đang đứng ở đây các bạn ơi. Có vẻ như chị ấy trả thù tôi rồi. Chị ấy đã đục một cái lỗ cực to ở đây, nhưng mà chúng ta có thể vượt qua. Mày đục lỗ này. Ok. Được, trời ơi, nó rơi xuống luôn. Oh my god. Trời ơi, chúng ta làm được rồi các bạn ơi. Chúng ta đã vượt qua cây cầu kính quái đản này rồi. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta đã trải qua cái cầu kính cực kỳ quái đản, cực kỳ kinh dị các bạn ơi. Chúng ta có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Và chắc chắn là tôi đã rơi xuống cả nghìn lần rồi các bạn ơi. Nhưng mà cuối cùng chúng ta đã vượt qua rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Hãy bấm đăng ký để chúng ta cùng vượt qua những cái cầu kính nó kinh điển hơn như thế này nào.